Xin cô bác, cô chú, anh chị tại Đức Thánh ở Pháp lời chúc sức khỏe lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và lần đầu tiên ba con chúng tôi con từ thành thành phố chúng tôi Việt Nam và ngày đầu tiên là qua Phần Lan, hát bên Phần Lan đó và 6 giờ sáng là vậy với dậy ra sân bay tới đây trong tây pháp là không phụ thêm gì hết á, bởi vì con đến sớm để tập trung với mặt nhạc được. Mong các cô chú và các anh chị thương và bảo ai dùng cho nên chúng con, và chúng con hát ra thực sự là những cái nhạc nền không cái đĩa thôi nhưng mà hát live bằng 100%. Mong các cô bác, cô chú, anh chị thông cảm bảo ai cho con. Và để bắt đầu chương trình, con xin hát một bài hát sôi động của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát của Ban Tơi, Chờ Em. Chúc mừng nhạc sĩ Ngọc Sơn. Yeah! Dù tình em chưa thôi, nhưng anh còn mãi đây, còn mãi em vui, yêu rất mới thời gian. Giờ anh nghe lời cho tôi đang hoang hoang vắng. Quỳnh cầu em yêu mến trong giấc mơ em. Xin coi lời của anh chị Trung Thanh Ly cho không khí được sôi động đúng không ạ? Xin cảm ơn. Sao em đang lẽ ra đi cho để tôi nhung nhớn. Bao năm hạnh phúc bên nhau, bây giờ tan theo hôn xưa. Này mình thôi, như lúc anh về, lặng lẽ âm thầm nhìn gác mong manh, lòng bao xót xa. Đêm nay em có vui không? Bên về người mình mong, riêng anh lạnh lẽo đơn côi, xoay lòng ngập chân đất. Yeah.
xin cảm ơn các cô bác đã cùng chương trình rất là nhiều. Và đáp lại các chương trình của quý vị, những bên dưới quý vị một bài hát tiếp. Xin mời quý vị cùng lắng đọng một bài nhạc cộng của nghệ sĩ Ngọc Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát mang tên Tiền. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn. Xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều.
Và một bài hát kế tiếp con xin gửi đến quý vị một bài hát những ai mà chưa có về Việt Nam thì con sẽ gửi một bài hát này quý vị nhớ đến Việt Nam, một bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát mang tên Đường Về Quê Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
và chúng tôi cho